linh vẹn toàn, Ngài thật là Thiên Chúa tôi. Lạy Chúa, thiên hậu thay muôn lời ngợi khen Chúa, đem đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, thiên hậu thay muôn lời ngợi khen Chúa, đem đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6, câu 39 đến câu 45. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Sống ở đời chúng ta liên tục phải đưa ra những phán đoán. Có những phán đoán về người khác: đúng, sai, tốt, xấu. Giáo dục một người là giúp người đó có được phán đoán khách quan. Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng xét đoán, Ngài không bảo họ đừng đưa ra những phán đoán hay nhận định. Ngài cũng không coi thường những phán quyết của quan tòa. Đơn giản, Ngài chỉ muốn chúng ta tránh một khuynh hướng dễ gặp, đó là chỉ trích phê phán, bới lông tìm vết đối với tha nhân. Các môn đệ sẽ phải là những nhà lãnh đạo dân Chúa. Họ không thể là những người dẫn đường mù lòa. Chỉ với cặp mắt sáng, họ mới có thể chu toàn nhiệm vụ, dẫn dắt những người còn trong bóng tối ra ánh sáng bình minh. Nếu không, mù dắt mù, cả hai sẽ sa xuống hố. Người lãnh đạo sáng suốt là người biết mình, biết cái mạnh, cái yếu, cái hay, cái dở của mình. Họ phải thấy rõ cái xà, hay thậm chí cái rác nơi mắt mình. Thiếu thái độ tự phê phán nghiêm túc, họ không thể dẫn dắt người khác. Hãy biết mình là câu được khắc ở một đền thờ nổi tiếng bên Hy Lạp. Như thế, biết mình không phải là chuyện dễ. Chẳng ai gần mình hiểu rõ mình bằng mình. Nhưng nhiều khi chẳng ai mù mờ về tôi bằng chính tôi. Lắm khi tôi chạy trốn chính mình, không đủ can đảm để thấy sự thật. Nói chung, tôi không thích nhìn nhận những bóng tối và bóng mờ nơi tôi. Thậm chí, cái xà nơi mắt tôi mà tôi cũng không để ý.
Tôi chỉ muốn thấy nơi mình toàn những điều trong sáng, tốt đẹp, giỏi giang. Càng có địa vị cao, càng thành công nhiều, càng có uy tín, tôi càng khó chấp nhận, khó thấy những nhược điểm của mình. Những người dưới quyền cũng không dám góp ý, nên tôi lại càng dễ nghĩ là mình thực sự hoàn hảo. Chắc chúng ta phải giúp người khác lấy cái rác ra khỏi mắt, vì họ khó tự mình lấy được. Và thật khó chịu khi có rác trong mắt. Nhưng phải làm điều đó với rất nhiều yêu thương và khiêm hạ. Bởi lẽ chúng ta biết mình cũng cần anh em giúp lấy khỏi rác ra mắt mình. Đơn giản là phải thấy cái rác và cả cái xà trong mắt mình trước, nhờ người lấy ra dùm, sau đó mới thấy rõ để giúp người anh em. Giúp nhau lấy rác trong mắt nhau, giúp nhau thấy rõ sự thật hơn về mình. Đó là việc công bằng bác ái thường ngày chúng ta làm cho nhau. Như thế, hội thánh của chúng ta sẽ gồm những người sáng mắt, nhờ biết xin người khác lấy cái rác ra khỏi mắt mình và giúp họ lấy rác của họ. Như Thánh Phaolô trên đường về Đa Mát: Xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do. Amen. Được trông nơi nhà Chúa.
trong hành lang của nhà Ngài, đời họ nở hoa thắm tươi. Lạy Chúa, thiên hậu thay muôn lời ngợi khen Chúa, đền đẽ thay công việc ngợi khen Ngài.